Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và với phụ huynh. Như vậy thì ở trong clip trước ở phần chủ đề 1 thì thầy đã quay xong cho em ở hai cái bài, bài 1 và cái bài số 2. Bài 1 chúng ta đã biết về công cũng như là công suất rồi đúng không nào? Còn ở cái bài số 2 chúng ta đã nắm được về động năng, thế năng trọng trường nghĩa là thế năng đấy, và cái thứ ba đó chính là cơ năng. Đó. Thì nói chung trong hai bài này thầy giảng rất là kỹ, và cái phần các phần bài tập công thức thì thầy đã cho em hết rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần đó chính là phần bài tập chủ đề 1 các em nha. Ta sẽ đi sang ở bài số 1. Lực nâng tạ ở vị trí cao nhất của người lực sĩ trong hình 1 có thực hiện công hay không, vì sao? Em thấy lực sĩ này đưa cái tạ lên cao này. Thì cái lực nâng tạ ở vị trí cao nhất các em thấy không? Cái vị trí này vị trí cao nhất thôi nữa, đúng không? Của lực sĩ trong hình 1 là nó có thực hiện không? À, không thực hiện công. Vì sao nè? Có thực hiện công không? Không. Tại vì cái tạ này, cái quả tạ này di chuyển không? Nó không di chuyển. Mà khi quả tạ này không di chuyển thì chứng tỏ là không thực hiện công. Nha. Ok. Anh em. Giống như là cái người đàn ông mà cầm cái túi sách, em cầm túi sách ở trong cái hình ở trong cái bài số 1 á, chúng ta còn nhớ nè, thì cái phần đấy cũng không có thực hiện công, tại vì túi sách nó đâu có di chuyển đâu, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo, ở bài số 2. Ở đây chúng ta có sự tính toán, thầy sẽ làm cho em ở ngoài đây. Một thùng hàng cách trọng lượng là 1.500 newton, cách trọng lượng là 1.500 newton, được động cơ xe nâng lên ở độ cao là 3 mét trong 15 giây. Công của động cơ nâng đã thực hiện, nghĩa là chúng ta cần tính nè. Công thì bằng gì? A là bằng S nhân S, có đúng không? Như vậy ở đây chúng ta có là cái trọng lượng ở đây là bằng 1.500 nhân ở đây trả S, đó chính là gì em? Quãng đường nó là 3 mét, ở đây sẽ bằng là 4.500 joule. Công suất của động cơ nâng, công suất là A, là chữ B ấy, sẽ bằng là A chia T, đúng không? Công thức phải thuộc. A là bằng 4.500 chia đây cho thời gian ở đây là bao nhiêu giây đấy? 15 giây này thì sẽ bằng là 300 W. Xong. Câu số 2 này chỉ còn thuộc công thức của cái bài số 1, công cơ học, nghĩa là công ấy, A là bằng F nhân F, và cái công suất B sẽ bằng là A chia T. Thì coi như cái bài 2 này chúng ta đã giải quyết xong. Được chưa? Nên chỉ thuộc công thức thôi. Ok. Thầy làm rồi nhưng mà thầy đưa ra đây bài giải chi tiết để mà có cái lời giải. Được chưa nào? Rồi tiếp tục, ta đi sang bài số 3. Người ta yêu cầu các em là tính và so sánh động năng của hai vật. Câu A này, viên đạn có khối lượng ở đây là M đúng không, là gam. Gam ở đây chúng ta phải đổi ra kg này. M ở đây sẽ bằng là 20 gam, thì chúng ta đổi ra kg, lấy 20 chia cho 1.000 là bằng 0,02 kg, đúng không? Bay với tốc độ ở đây là vận tốc ta là 400 m/s, được chưa? Như vậy bây giờ chúng ta tính động năng, từ đây chúng ta suy ra động năng của vật 1 sẽ bằng M1 nhân cho V1 sẽ bằng 0, theo công thức ta là bằng bằng ở đây thiếu 1/2 đây ha, sẽ bằng 1/2 nhân đây cho 0,02 V1 bình phương này. Như vậy động năng ở đây sẽ bằng bao nhiêu nè, ta dùng máy tính ta bấm đây. 1/2 nhân 0,02 nhân cho 400 bình phương, 1.600 joule. Ở câu B, ô tô có khối lượng
nghĩa là M2 chúng ta đây là bằng 1420 kg, đang chuyển động với tốc độ đây là V2, ở đây M1, ở đây V1 ha. V2 đây là 72 km/h. Ở đây chúng ta phải đổi thằng này ra, đúng rồi, chúng ta phải đổi thằng này ra này. Như vậy 72 km/h chúng ta sẽ chia cho 3,6 đúng không? 72 chia ở đây cho 3,6 là bằng 20. Nghĩa để đổi thằng này thì chúng ta lấy 72 chia cho 3,6 thì sẽ bằng là 20 m/s. Ta nhớ phải đổi đơn vị ra, được chưa nào? Như vậy thì động năng D2 ta có 1/2 nhân M2 nhân cho V2 bình phương bằng 1/2 nhân M2 ta là bằng 1420 nhân để cho 20, kết quả đây sẽ bằng 1/2 nhân 1420 nhân cho 20 14.200. 20 bình phương chứ, xin lỗi em bấm nhầm chỗ đây rồi đó, 20 bình phương đúng không? Đây em 284.000 vuông. Như vậy thì từ câu A câu B chúng ta sắm thì từ đây chúng ta suy ra là động năng của vật 2 này sẽ lớn hơn động năng của vật 1. Ở đây là vì 284.000 joule sẽ lớn hơn ở đây là 1.600 joule. Đó. Bài số 3 nghe. Được chưa? Thì người ta hỏi gì người ta trả lời cái đó thôi. Rồi. Ở đây vẫn có cái bài chi tiết này. Ở chỗ đây chúng ta nên ghi là đổi, ở đây là đổi 20 gram là bằng 0,02 kg em nhé. Rồi, ok. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo. Câu số 4 nha. Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt, hạt khối băng. Cái phần này chúng ta sẽ chỉ đọc. Thường mưa đá thì nó không có gì có lợi cả nha các em nha, cả hại không. Khối lượng lớn nhất của viên băng đá từng được ghi nhận trong trận mưa đó chính là M của ta là bằng 1 kg, tương đương với trọng lượng B người ta là bằng 10 N. Tính thế năng trọng trường của viên băng đá này khi nó bắt đầu rơi xuống từ đám mây cách mặt đất, ở đây là h của chúng ta, ở đây là 1000 m. Như vậy thì ở đây chúng ta có là B với h rồi này. Chúng ta sẽ tính thế năng trọng trường là VT WT sẽ bằng B nhân h sẽ bằng là 10 nhân ở đây cho 10.000, thầy nói nhân 1.000 thì bằng 10.000 luôn. Vậy đó, câu số 4. Đề thì nhìn có vẻ dài nhưng mà thực chất nó rất là dễ. Trả lời cho nào. Đây em. Rồi, ta sẽ đi sang câu số 5. Đập thủy điện có sơ đồ những hình 3. Người ta xây đập để giữ nước ở trên cao. Hình 3 này. Khi mở cổng điều khiển dòng nước chảy xuống làm quay tua bin của các máy phát điện, phân tích sự chuyển hóa giữa thế năng và động năng của dòng nước trong trường hợp này. Ở cái chỗ các em có thủy điện không? Như ở nước Việt Nam ta có thủy điện Hòa Bình không? Thủy điện Sông Đà. Đó. Thì đây em, thầy cũng phân tích cho em này. Sự chuyển hóa thế năng và động năng của dòng nước này. Em nhìn nào.
Nước được giữ ở trên cao có năng lượng là như nào? Thế năng là lớn nhất. Trong quá trình dòng nước chảy xuống, thế năng chuyển hóa thành gì? Động năng. Khi dòng nước chạy tới ngay trước tua bin của máy phát điện có động năng lớn nhất do được chuyển hóa từ toàn bộ thế năng ban đầu sang ban đầu của dòng nước. Được chưa nào? Ta ghi vô. Vậy thôi. Được chưa nào? Như vậy thì thầy đã giúp cho các em giải quyết ở phần bài tập chủ đề 1 gồm có 5 câu như vậy. Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở chủ đề 2 là về phần ánh sáng. Bye bye em. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.